hai người rớt à? Thank you.
Trâm xin chạy đi cả nhà. Nãy về sau lần đầu tiên khóc quá rồi. Bước đi chậm chậm. Rồi. 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 Đi sao đâu, để đi Nam đỡ mà. Rồi. Lên luôn rồi, nắm tay nè. Rồi, vừa ngã xong chạy lên, Ngọc ơi, chạy lên. Chạy lên, chạy lên, chạy lên chị Ngọc ơi. Hà là hai chị đứng. Đông ở đây, dạ đúng rồi, hai chị đứng đàn đây. Dạ rồi, em là che nè. Dạ rồi, đứng lên. Cho cái chân này thẳng ở đây luôn. Xong rồi, biết mình đi đâu không? Xong rồi, đúng rồi. Em cứ cho cái chân này thẳng ở đây. Thẳng, thẳng, thẳng. Anh sẽ đi cái cuốn ngàn để cho thấy được cua 5 người luôn. Sau khi em đi từ bên này bắt đầu em mới vô trồng lại thì nó sẽ lấy được cái cuốn 5 người trước. Cả 5 người cho em xích lại gần hơn một tí nữa. À vâng. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10 2023.